đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, cho biết tới nay các vị trí xây dựng nhiều hạng mục lớn của dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đều đã hoàn thành sang nền, sẵn sàng triển khai các công trình. Nhìn từ trên cao, siêu sân bay lớn nhất đất nước đã dần lên dáng lên hình. Cụ thể, tại gói thầu 5.10 cùng các hạng mục thi công xây dựng nhà ga hành khách, nhà ga trung tâm và ba cánh, liên danh các nhà thầu thi công đã huy động trên công trường gần 3.300 nhân lực và 950 trang thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ. ACV đã yêu cầu liên danh nhà thầu khắc phục các khó khăn, tổ chức thi công 3K, 4 kiếp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Đến nay, nhà ga hành khách đã cơ bản hoàn thành phần bê tông cốt thép toàn bộ cột tầng 1, thi công bê tông dầm sàn tầng 1 đạt 97.200m2 trên tổng 114.000m2, đạt 85%. Dự kiến nhà thầu sẽ hoàn thành thi công toàn bộ hạng mục kết cấu bê tông cốt thép trong tháng 9 năm 2024 để tiếp tục lắp dựng kết cấu thép mái. Tiến độ thi công đang vượt tiến độ phần thô 20 ngày và vượt tiến độ tổng thể gói thầu 10 ngày so với tiến độ hợp đồng.